Xin chào mọi người, hiện tại Bảo Lâm và Diệu Quỳnh đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Long Đức nha mọi người nha. Và ngày hôm nay là ngày mấy Quỳnh? 14 âm lịch là mấy? Ngày 4. Nói chung là hả, gần 1.000 phần quà sẽ gửi cho bà con tỉnh Đồng Nai. Và đây là những phần quà. Đây. Đó. Hiện tại là sáng bà con tới cũng rất là ê hề hề đi nha mọi người nha. Đó. Rồi qua đây Hải ơi. Dạ thưa quý vị, hiện tại là hôm nay sẽ là phát thuốc với lại có đội ngũ y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh về tất cả các loại thuốc để cho bà con ở quê hương của Lâm. Dạ, đi qua gặp thầy, đi. Đó. Hôm nay có quý thầy cũng như là quý cô, kia là quý cô đúng không? Các cô hả? Quý cô, phải không? Hay là... cái gì cô ta? Quý thầy và cô, mà đâu có thầy đâu. Dạ cô, quý cô là phải quý cô. Cô đó, mấy cô đó. Ừ, không. Sư cô hả? Dùng từ sao ta? Cô đó, ừ, cô. Đó, cho nên sư cô, thôi cảm ơn lo làm nhiệm vụ của mình thôi em. Ừ. Giờ này nè, nó nghe nè, bà đại diện cho một số quý sư cô đây chúc mừng hai vợ chồng trẻ của con có nhiều sức khỏe để mà làm việc thiện cho nó tốt, để mà giúp đỡ những người mà nghèo khổ. Này Đức, tụi con còn nhỏ mà làm vậy là quý lắm nha. Già rồi, con già rồi. Không, già đâu già. Còn trẻ gì, bà già bà chưa làm được với con, bà có tiền đâu mà làm. Vậy là quý lắm rồi. Gán tiếp tục cái con đường này, em đức lại cho con. Đời nay là nó rất là nhanh, giờ vậy chứ ngày mai không biết mình sao. Thấy con bà thương lắm, nhỏ xíu xíu rồi gác ăn uống vô nhiều chút coi. Dạ, có sữa Vinamilk của nhãn hàng cho nè, có cô chú nè, sáng ngừ mấy bịch. Cô, ai cho cô vậy con? Bên kia cho mà. Dạ, cho người. Mấy người sách. À, mấy người đúng không, là có sữa nè với bánh mì cho mọi người uống đầy đủ dinh dưỡng đồ. Dạ, sữa Vinamilk. Dạ. Rồi qua đây cho mọi người coi thuốc. Dạ xíu nữa con chụp với con. Dạ. Dạ. Lấy thuốc. Dạ. Cô lấy thuốc gì vậy con? Rồi khám rồi ra bệnh gì? Bá bệnh luôn hả? Trời ơi, bệnh gì mà dữ thằng ôn vậy? Nhiều năm rồi. Bệnh nhiều quá thì ơi. 74 tuổi rồi, thôi khỏe rồi. Dạ, nhớ nhỏ mắt nè. Dạ. Chữ bác sĩ đọc không ra nha, thật sự không ra, không biết bệnh gì luôn. Dạ. Bệnh hả? Cô có bệnh gì không? Cô cũng bệnh nhiều nè. Gì mà thuốc ê hề vậy? Trời ơi. Cảm niệm công đức chú nhiều nha. Là mũi nè. Viêm cho. Là bị chóng mặt nè, bao tử nè. Dữ thần ôn vậy? Bệnh nhiều quá chứ. Không, nhưng mà đi tu tụng kinh là không hết bệnh. Hồi giờ từ từ nó cũng đỡ rồi đó. Dạ. Hồi đó bệnh dữ lắm ở nhà. Dạ đỡ rồi. Dạ. Dạ, bây giờ thuốc nha mọi người nha. Đây là đội ngũ bác sĩ. Đó. Ai cũng tất bật. Có dầu. Dầu gió. À, đi xin cho bà ngoại Quỳnh. Có ai xài dầu gió không? À, xin bác sĩ cho. Có ai xài dầu gió bà ngoại xài không? Thôi vậy thôi đi ha. Sao hay xinh quá. Đó. Thương cô chia nhau. Qua đây. Như Quỳnh. À, có tặng cái gậy nữa hả? Ủa, cái này là tặng hả? Để lấy cho Út cái. Ồ, đã vậy. Lấy cho Út cái quyền trường đi. Út, hết đây đường rồi. Nhà Lâm nay tặng thêm cái cây nữa nha mọi người nha. Nhà Lâm có con bé Út thì nó không có thấy đường. Dạ, có ai cho nó kim luôn không à? Hay quá ha. Từ hai chồng điên như thấy cái gậy khoái gì Quỳnh ơi, thôi. Thì nay tặng cho mọi người mấy cái cô già lớn tuổi một xíu mấy đó. Tặng cái cây quyền trượng này. À, bác sĩ hả? Từ từ đi. Đó, yêu thương không? Cưng ghê không?
Gì? Em cần không? Ai không cần này đúng không? Dầu hả chị? Dầu hả chị? Dạ xíu đi, xíu em chụp với mọi người. Đó, mọi thứ đang ở đó là đông vui. Đó, ê hề hề, xíu nữa Lâm sẽ phát quà. Bên kia thì có bánh mì với lại sữa. Với lại quà hôm nay chắc khoảng 1000 phần. Dạ cảm ơn nhà tài trợ rất là nhiều. Thì em đã tổ chức và đã ê hề hề. Dạ hy vọng là năm sau mọi người sẽ ủng hộ tiếp cùng em. Bây giờ mấy thầy trò mình sẽ phát quà cho sư cô. Dạ rồi, dạ đi luôn qua hãy. Bây giờ mình đứng ra đi, mấy em sẽ đem quà tới. Dạ đúng rồi. À, cho mấy bạn thanh niên tình nguyện á. Ủa là mấy cô là quà đúng hả thầy? Dạ, mấy cô là mấy, quà chay. Thiên thần có gửi quà chay cho mấy cô nha. Mì gói chay. Dạ, năm mươi. Dạ. Dạ. Dạ, là quý thầy là kêu là cô là quý cô ha? Sư cô. À, sư cô. Sư cô. À, chứ không phải quý cô. Dạ rồi. Dạ, con chào cô. Nha. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ cô ơi. Dạ. Dạ cô con gửi cô. Dạ. Dạ, dạ con gửi cô. Dạ. Dạ con gửi cô. Dạ con gửi cô. Dạ con gửi cô. Dạ. Dạ. Lẹ 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 nhã ơi. Dạ. À, một lát cô lên lễ Phật đi, cô lên lễ Phật cúng tâm bảo đi thảo đi về. Tại vì thầy hồi đó giờ thầy không có nhận tiền. Dạ, con không. Dạ cô cúng tâm bảo. Cô ăn hồi tối này mà giờ có gặp mà. Dạ dạ. Đó mọi người thì bây giờ là tặng dạ con á thầy. À còn bên đây nữa. Dạ. Rồi qua đây. Dạ cô ơi con gửi cô. Chú thấy chú trong TV rồi phải không? Dạ. Dạ con gửi cô. Dạ. Dạ con gửi cô. Dạ. Dạ. Dạ con gửi cô. Dạ. Đủ rồi đó con ơi. Dạ. Dạ con gửi thầy. Dạ. Dạ rồi. À, xíu nữa thì Lâm sẽ quay tiếp cho mọi người nha. Bye bye mọi người và chúc người thật là nhiều sức khỏe. Tạm biệt mọi người. See. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.